Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 18 tháng 3 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, đúng như dự đoán, sau khi công ty cổ phần chăn nuôi CP ở thị trường miền Nam thông báo tăng giá hơi thêm 1.000 đồng trên 1 kg, thì theo ghi nhận trong ngày hôm nay, giá hơi ở các tỉnh thuộc khu vực này đồng loạt có xu hướng tăng. Đặc biệt là một số địa phương ở khu vực miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay đã tăng lên mức 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hầu hết các địa phương như là Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu hay là đối với tỉnh Đồng Tháp trong ngày hôm nay đồng loạt có xu hướng tăng. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra lo ngại đối với tình trạng giá hơi như hiện nay đang ở mức thấp, người chăn nuôi trao chuồng do tình trạng thua lỗ nặng dẫn đến nguy cơ có thể thiếu thịt vào 3 trong 4 tháng nữa. Theo bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định cho hay, với giá hơi xuất chuồng trên địa bàn trong ngày hôm nay chỉ dao động mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg, trong khi chi phí sản xuất như là con giống, thức ăn chăn nuôi đã rơi vào khoảng 58.000 đồng trên 1 kg, thì người chăn nuôi đang rơi vào cảnh thua lỗ. Việc đảm bảo nguồn cung thịt heo trong những tháng tới rất khó dự đoán bởi dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ. Người dân không bán được nên chưa vào đàn vội, và hơn nữa giá thấp hiện nay, người dân hầu như không dám tái đàn, bà Nga cho hay. Cũng bày tỏ lo ngại về giá hơi xuất chuồng trên địa bàn chỉ dao động trong khoảng 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Ông Lê Văn Dương, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang kiến nghị với chính phủ cần phải có chính sách thu hút các doanh nghiệp giết mổ chế biến, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vay vốn xây dựng các kho lạnh, dự trữ khi nguồn cung đang dư thừa, nhằm góp phần bình ổn giá, hạn chế nguy cơ thiếu hụt thực phẩm vào những tháng cao điểm. Bởi trong một thời gian dài, không chỉ Bắc Giang mà hầu hết các tỉnh ở khu vực miền Bắc, giá heo hơi đang ở mức thấp, chỉ trên dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Cũng phát biểu tại hội nghị trực tuyến mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ sẽ chỉ đạo Cục Thú y cân nhắc để hạn chế nhập khẩu thịt heo, làm sao đảm bảo sản xuất trong nước có hiệu quả trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Tiến cũng thừa nhận ngành nông nghiệp đang thiếu kho lạnh toàn diện cho nông sản, chứ không riêng gì thịt, cá, tôm. Có thể thấy rằng trong 2 tháng vừa qua, giá hơi luôn có sự biến động, tăng giảm liên tục, mà sự tăng giảm này chủ yếu do tập đoàn CP Việt Nam. Và với động thái tăng giá hơi ở thị trường miền Nam của tập đoàn này, thì nhiều người cho rằng giá hơi sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Ngay như Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CP Việt Nam Vũ Anh Tuấn dự đoán, trong những ngày tới, giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng cao, nhưng tăng đến mức nào thì còn phụ thuộc vào tình hình dịch tả lợn châu Phi khiến cho lượng heo thiếu hụt ra sao. Tương tự, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dabaco dự đoán giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng cao và có thể chạm mốc 58.000 đồng trên 1 kg. Bởi hiện nay, giá heo của các tập đoàn lớn như Dabaco hay là CP Việt Nam đang bán với mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Và cụ thể, theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay, được cập nhật ở các địa phương như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, Long An có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng nhẹ 1.000 đồng ở mức 51 cho đến 54.000 đồng. Bến Tre phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh dao động mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Bạc Liêu trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Riêng đối với Sóc Trăng trong ngày hôm nay tăng 1.000 đồng lên mức 51 cho đến 54.000 đồng. Vĩnh Long ở mức 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. An Giang trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Cần Thơ nhiều hộ chăn nuôi cũng báo giá lên đến 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Kiên Giang dao động trong khoảng 53 cho đến 54.000 đồng, tăng nhẹ 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Cà Mau trong ngày hôm nay có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay vẫn đang đi ngang,
Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Đồng Nai dao động mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương, Bình Phước phổ biến mức giá 51 cho đến 52.000 đồng. Riêng đối với tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay có xu hướng tăng nhẹ 1.000 đồng ở mức 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, đối với heo đẹp vẫn có mức giá cao 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, phần lớn heo ở trong dân chỉ dao động trong khoảng 52 cho đến 54.000 đồng. Cụ thể theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Hà Nội phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng. Thái Bình có mức giá cao hơn 53 cho đến 56.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình, dòng heo siêu loại 1 đang dao động mức giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên mức giá này cũng chưa phải là mức giá phổ biến ở các tỉnh thuộc khu vực này. Hải Dương phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam heo chọn 54 cho đến 55.000 đồng, dòng áp siêu chỉ dao động 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Đối với Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 54.000 đồng trên 1 kg. Nam Định phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Ninh Bình dao động trong khoảng 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Thái Nguyên trong ngày hôm nay dao động 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở khu Định Hóa của tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 53.000 đồng. Số ít các hộ chăn nuôi báo giá khu Tam Đảo, Tam Dương của tỉnh Vĩnh Phúc theo chọn thì bán được với mức giá cao hơn 54.000 đồng. Bắc Giang phổ biến trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng. Thậm chí một số địa phương ở khu miền núi còn có mức giá thấp hơn. Cụ thể như Tuyên Quang trong ngày hôm nay chỉ báo giá 49 cho đến 52.000 đồng. Lạng Sơn 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng. Lào Cai 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Yên Bái dao động 50 cho đến 53.000 đồng. Lai Châu và tỉnh Điện Biên trong ngày hôm nay có mức giá dao động 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Sơn La thấp hơn, phổ biến dao quanh 50 cho đến 52.000 đồng. Hòa Bình dao động mức giá 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu miền Trung trong ngày hôm nay vẫn đi ngang, đặc biệt là Thanh Hóa trong ngày hôm nay có mức giá dao động 50 cho đến 54.000 đồng. Nghệ An phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí Hà Tĩnh trong ngày hôm nay còn báo giá thấp hơn, phổ biến trong khoảng 48 cho đến 52.000 đồng. Quảng Bình phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Quảng Trị trong ngày hôm nay cũng dao động mức giá tương tự, khi nhiều nơi chỉ báo giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay có mức giá cao 51 cho đến 54.000 đồng. Đà Nẵng phổ biến mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, dao động 52 cho đến 53.000 đồng. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Bình Định phổ biến mức giá 51 cho đến 52.000 đồng. Phú Yên 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa trong ngày hôm nay cũng dao động tương tự 50 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay có xu hướng giảm nhẹ. Ở tỉnh Lâm Đồng, nhiều nơi báo giá khu vực Lâm Đồng trong ngày hôm nay chỉ dao động 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Kon Tum 48 cho đến 51.000 đồng, Gia Lai 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông trong ngày hôm nay phổ biến dao động 50 cho đến 53.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều dự báo cho thấy trong năm 2022, chăn nuôi lợn và sản lượng thịt lợn của Nhật Bản có thể sẽ thấp hơn dự kiến. Báo cáo cho biết, trong năm 2021, sản lượng thịt lợn tăng và việc tái đàn lợn chậm đã làm giảm sản lượng đàn nái trong năm 2022. Do đó, nhập khẩu thịt lợn của Nhật Bản trong năm nay có thể sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở trong nước. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin Giái Hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.